tại sao mình lại bán và có kho tiền sinh nhật như thế này. Thì mình chơi tiền được 12 năm rồi và cách đây khoảng gần 10 năm có một anh trên hội tiền ấy đăng một tờ tiền trùng ngày tháng năm sinh của người ta. Anh em chơi tiền trầm trồ bảo tại sao lại có thể kiếm được một cái tờ tiền mà trùng sinh nhật như vậy. Tại vì ấy, khi anh em chơi số đều biết rằng là một tờ tiền giấy như này này có 7 số để trùng được một tờ ngày tháng năm sinh xác suất là 1/10 triệu, vô cùng hiếm nhá, không đơn giản đâu. Lúc đấy anh em mình còn đăng lên là cua cái tờ tiền sinh nhật trùng với của mình ấy là giá 1 triệu 2 triệu, nhiều người còn trả đi xuống 5 triệu mà không làm sao ai tìm được. Thì sau này anh em mình mới ngồi với nhau và bàn rằng là bây giờ phải làm sao để cho các anh em sưu tập tiền có thể tìm được cái tờ tiền sinh nhật. Thì lúc đấy bọn mình mới đưa ra một quyết định là bắt buộc là phải gom, phải tích cái tiền này rất là nhiều. Tớ may mới trùng được cái sinh nhật của anh em. Và sau thời gian dài cố gắng mua thu gom đủ các nơi thì mình đã tích được một cái kho như thế này, cũng đáp ứng được nhu cầu rất lớn của anh em rồi. Anh em có thể vào web là vuatiền tệ.vn, tìm vào mục là tiền sinh nhật, check thì trên đấy sẽ có ảnh và giá của tiền sinh nhật của các anh em.